Kính thưa quý vị, thời gian qua, cùng với hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đề nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, Đại đội Bộ binh 54, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Trảng Bàng luôn chú trọng việc phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong tham gia xây dựng cảnh quan môi trường văn hóa chính quy. Nhờ đó, doanh trại của đơn vị đã ngày càng sáng xanh sạch đẹp. Đây cũng chính là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm tốt đời sống vật chất tinh thần cho các cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Đến Đại đội Bộ binh 54, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Trảng Bàng, không gian bao quanh toàn bộ những dãy nhà ở khang trang kiên cố là gặp tràn sắc xanh của cỏ cây hoa lá. Trên các trục đường nội bộ và tại các khu vực, hệ thống ba đô khẩu hiệu tranh cổ động được bố trí hài hòa bắt mắt, càng tôn lên vẻ đẹp cho cảnh quan môi trường đơn vị. Để có được không gian xanh như hôm nay là cả sự nỗ lực quyết tâm lớn của cán bộ chiến sĩ đơn vị trong nhiều năm qua. Với phương châm tự lực tự cường, cán bộ chiến sĩ trong đơn vị luôn tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức trách nhiệm trong xây dựng củng cố môi trường doanh trại đơn vị theo hướng xanh, sạch, đẹp. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chính, làm tốt công tác giáo dục chính trị và phổ biến pháp luật nhằm nâng cao xây dựng ý thức trách nhiệm của từng cá nhân đối với trong công việc xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Bên cạnh đó thì đơn vị cũng đã làm tốt công tác động viên khích lệ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Trong đó thì đơn vị đã chủ động làm tốt công tác phát động thi đua. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực cho bộ đội ở Đại đội Bộ binh 54, Ban Chỉ huy quân sự thị xã Trảng Bàng luôn được chỉ huy các cấp quan tâm với nhiều nội dung biện pháp hiệu quả, biến việc rèn luyện thể lực từ yêu cầu trở thành nhu cầu tự giác của bộ đội. Hệ thống hạ tầng sân bãi vật chất luyện tập được lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự thị xã và đại đội quan tâm đầu tư xây dựng, bảo đảm đầy đủ phù hợp. Các bộ môn thể thao như bơi lội, bóng đá, bóng chuyền, xà đơn, câu lạc bộ thể hình được thành lập ở đơn vị, thu hút cán bộ chiến sĩ tham gia hoạt động. Để có được doanh trại sáng, xanh, sạch đẹp như hiện nay, ngoài sự quan tâm đầu tư của cấp trên, những năm qua, đơn vị trích quỹ huy động tối đa công sức trí tuệ của cán bộ chiến sĩ xây dựng kiên cố hệ thống đường nội bộ, khu tăng gia sản xuất, các công trình thể thao, khu vui chơi giải trí, trồng các loại cây hoa phù hợp. Kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc, cổ vũ động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ, đưa phong trào thi đua, xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.